Cô ơi, cô ăn cơm chưa hay là... Cô ăn rồi. Nè, con đi giục mấy cái tờ giấy này đi nha. Rồi con nói với mấy người đó đó, lần sau mà nhét mấy cái tờ giấy này vô nhà mình nữa hả, là cô báo công an luôn đó. Dạ. Mà cô ơi, con muốn hỏi là... Tao mà biết đứa nào nhét vô hả, tao đá cho lội tay luôn. Hội thi ăn sandwich giải nhất 1 triệu đồng. Tâm Anh, Tâm Anh. Dạ, dạ. Hôm nay là thứ mấy? Dạ, hôm nay thứ hai. Vậy là chiều nay. Ủa, vậy chị? Sao chị không ăn cơm? Chị phải để bụng thiệt đói để thi ăn sandwich. Chị sẽ kiếm được tiền. Chị phải chiến thắng. Ủa, sandwich là gì vậy chị? Em cứ chờ chị đi. Nhất định chị sẽ kiếm được tiền. Chị sẽ chiến thắng. Thi ăn thì thi ăn, chị cũng phải ăn chút gì đi chứ. Nó không ăn thì sao mà thắng được. Ừ, chị không sao đâu. Nhưng mà trời ơi trời, mới đụng vô đã rụng rồi thì làm sao mà thắng được. Không sao đâu. Chào em. Dạ, chào chú. Cái gì vậy chú? Chắc có lẽ là em mới đến đây ở phải không? Đây á, là cái thùng táo mà chủ nhà này á, là đặt anh hàng tháng vào cái ngày này á, phải đem táo đến đây giao. Ngày nay đúng hẹn nên anh giao. Em chuyển cái hóa đơn này đến chủ nhà giùm cho anh nha. Cảm ơn chú. Anh còn phải đi giao hàng. Anh cảm ơn em nha. Chào em. Chào chú. Làm gì vậy? Tôi đang chuyển cái thùng này vô nhà mà kéo hoài nó không đi. Để tôi làm cho. Đi vô bếp đúng không? Cô làm gì vậy? Sao tự nhiên cô nằm ở đây? À, con không sao. Chú đừng có để ý con. Con bị bệnh hả? Mà chú ơi. Gì? Cho con hỏi mấy giờ rồi chú? 3:30. Sao hôm nay tự nhiên con kỳ vậy? Chị ơi, chị ổn không nhở? Nghe ổn à. Nhanh đi em. Cái tình hình này là ổn rồi. Ủa? Đó. Được mà. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với hội thi ăn sandwich. Và ngay bây giờ hội thi ăn sandwich xin được phép bắt đầu. Và kính thưa quý vị, hội thi ăn sandwich lần này sẽ có 6 thí sinh tham dự và đủ mọi thành phần, đủ mọi lứa tuổi luôn thưa quý vị ạ. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt dành cho các thí sinh của chúng ta hôm nay đi quý vị. Thí sinh số 5, em không được ăn, khi nào mà tôi ra lệnh thì tất cả mọi người mới được ăn. Ôi, chắc chị mình đã đói lắm rồi á. Nào, 1, 2, 3, bắt đầu. Thí sinh chúng ta đã bắt đầu rồi thôi quý vị hãy cổ vũ nhiệt tình lên nào, cổ vũ nhiệt tình lên. Và kính thưa quý vị, hội thi năm nay của chúng ta sẽ có 3 giải thưởng. Đầu tiên là giải ba 5 phiếu ăn sandwich miễn phí, và thứ hai là giải nhì 10 phiếu ăn sandwich miễn phí, và đặc biệt của chúng ta là 1 triệu đồng. Thưa quý vị, trời ơi, tất cả thí sinh chúng ta họ hào hứng không quý vị ơi, cổ vũ nhiệt tình lên, cổ vũ nhiệt tình lên quý vị ơi. Đến thời điểm hiện tại thì cuộc thi của chúng ta chỉ còn có 3 thí sinh thôi quý vị. Thí sinh số 3, số 5 và số 6 đang trong giai đoạn rất là gay cấn. Quý vị ơi, hãy cổ vũ nhiệt tình lên nào. Wow, cái gì vậy? Trời ơi, thí sinh thứ 3 đã bỏ cuộc. Quý vị ơi, giờ bây giờ chỉ còn có thí sinh số 5 và số 6 thôi. Gây cấn quá, hồi hộp quá, chờ đợi đi quý vị ơi. Ai sẽ là người chiến thắng? Ai sẽ người là chiến thắng đây? Số 5 và số 6, ai đây? Thí sinh số 5, một cô gái rất là nhỏ bé nhưng mà ăn rất là khỏe, không thua gì thí sinh số 6. Quý vị ơi, hãy cổ vũ cho tất cả thí sinh chúng ta đi nào. Đặc biệt là thí sinh số 5. Quý vị ơi, cổ vũ đi nào. Chết rồi, mình no quá, mình sắp ăn không nổi nữa rồi. Bụng của mình sắp nổ tung rồi. Không lẽ mình bỏ cuộc hả ta? Quá mất chịu đựng rồi, chết rồi, mình ăn hết nổi rồi, không thể nuốt thêm được nữa rồi. Không được, mình phải cố lên mới được. Vì Tâm Anh, mình nhất định phải chiến thắng. Cố lên, nhất định phải cố lên. Em nhỏ giúp việc nhà mình, bộ nó có chồng hả em? Nói tào lao gì vậy, nó còn nhỏ xíu mà chồng con gì. Không phải đâu anh thấy cái bụng của nó bự lắm thiệt á, cái bụng của nó bự chả vậy luôn nè, giống như là đang có bầu 5-6 tháng vậy thiệt á. Anh nói thiệt mà. Trời ơi, anh để em cho em ngủ coi, cái gì mà ăn nó tào lao không à. Đâu có, anh thấy thiệt vậy á, em tin qua em coi coi, bụng nó bự lắm. Bậy đầm bạ, thay đồ đi ngủ đi. Anh khẳng định là nó có thai á. có sao không? Dạ, cũng đỡ đỡ rồi cô. Ráng uống hết ly nước đó đi rồi hết à. Mà sao chuyện này con không kể cho cô nghe? Dạ, tại tụi con ở trên này không có ai hết đó cô. Cho nên là tụi con nghĩ cái gì cũng nên tự thân vận động. Tưởng cái gì? Chuyện lớn thì cô giúp không được, chứ còn mấy cuốn sách vở đi học thì cô giúp được. Mai mốt có chuyện gì phải nói cho cô nghe biết không? Ăn uống cái kiểu đó có ngày phát ách ra mà chết đó. Dạ, con cảm ơn cô. Uống hết ly nước đó đi rồi nghỉ đi. Tâm Anh! Tâm Anh ơi! Nè 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 cô. Dạ? Phải cô đi kiếm cái đứa bé mà đi chung với cô phải không? Dạ đúng rồi cô. Cô thấy nó hả cô? Trời ơi, hồi nãy tôi thấy nó đi theo ông Tây đi chạy ra đường lớn kìa. Nó đi đường này hả cô? Đúng rồi. Chết rồi, cô cảm ơn cô nha. Tâm Anh ơi! Tâm Anh! Em đâu rồi Tâm Anh? Anh ơi! Sao em? Anh cho em hỏi, anh có gặp cái bé nào nó cao chừng này mà áo caro màu xanh không anh? Không không em ơi. Chú ơi, chú có thấy em con tới đây không chú? Em nào? Từ bé mà đường chú tới đây với con á chú. Không có thấy. Tâm Anh ơi! Anh ơi, anh có thấy em gái của em nó ở đây không anh? À, là em nữa hả cô bé? Anh có thấy? Không thấy em ơi. Dạ, đổ bao nhiêu vậy anh? Cái gì? Sao mà lạc Tâm Anh được? Em cũng không biết nữa. Mọi người giúp em tìm Tâm Anh. Mọi người ơi, bây giờ mình cố gắng giúp Tâm Ý tìm Tâm Anh nha. Em có cái áo nào của Tâm Anh em đưa cho chị. Chị dắt Henry đi đánh mùi tìm Tâm Anh cho lẹ. Hay quá em ơi, hay quá. À phải, cho anh Hửi để anh tìm Tâm Anh chứ. Hửi lẹ đi, em nhớ mùi chưa? Mọi người, chúng ta phải quyết tâm tìm cho được Tâm Anh. Yeah! Let's go! Hửi đi! Tâm Anh ơi! Tâm Anh! Tâm Anh! Trời ơi, Tâm Anh ơi! Tâm Anh! Hửi mùi Tâm Anh nè Tâm ơi! Tâm Anh! Chị ơi! 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 Tâm Anh! Tâm Anh ơi! Tâm Anh! Chị ơi! Chị ơi! Tâm Anh! Hôm nay thời tiết đẹp quá ha. Anh, hay là mình đi biển đi. Em nói cái gì vậy? Mình đang đi kiếm Tâm Anh mà. Và hôm nay thời tiết đẹp thiệt ha. Mình đi biển là hết sảy luôn á. Thôi nhưng mà không được, mình phải đi tìm Tâm Anh. Anh thấy không cần đâu, Henry tìm được rồi, mình đâu có cần phải tìm. Đúng rồi á. Vậy thì còn chờ gì nữa. Chúng tao thẳng tiến. Hửi mùi Tâm Anh nè Henry ơi. Tâm Anh! Tâm Anh ơi! Tâm Anh! Tâm Anh! Tâm Anh ơi! Tâm Anh ơi! Tâm Anh! Màu đỏ đi Tâm Anh! đẹp quá ạ. À, cái này giảm 30% hả em? Dạ đúng rồi. Ôi, ê, giảm cái này cho chị 40% đi. Không được chị ơi. Đi, giảm 40% đi. Dạ, không được chị ơi. Tâm Anh ơi, Tâm Anh, em khu bên này sale nhiêu vậy bé? Tâm Anh ơi, Tâm Anh, Tâm Anh ơi, Tâm Anh ơi, tội nghiệp con bé, qua giờ nó chưa ăn gì hết á, chắc là nó đang đói lắm. Tâm Anh, tiền em ơi. Dạ. Chị ơi, thôi ăn 65. Chị ơi, Kỳ ơi, Kỳ ơi, nè, Kỳ ơi, Kỳ ơi. Đủ cô giáo mới ra rồi bạn mình ơi. Cô giáo gì mà cô giáo? Lừa đảo thì có. Ừ. Lừa đảo gì? Ai mà lừa đảo nói bạn chứ. Hôm bữa tôi đánh nhau với tụi Bá Sơn, nhưng đâu bá xuất hiện nhảy vô can. Rồi bà bị một thằng vô tình đánh trúng, bà bị nhẹ thôi à. Rồi xong bà về, bà trang điểm cho vết thương bự vậy nè, để tôi cảm thấy có lỗi á, bạn hiểu không? Chắc chắn trong vòng 1 tháng nữa bà sẽ bị đuổi việc. Không ăn ở đâu? Ừ. Chưa ăn hết trôi mà. Tính tiền ơi, tính tiền cho bạn em nào. Dạ. Con 70 ạ. À dạ. Giờ anh gửi anh. Cảm ơn anh. Dọn bàn em ơi. Chị ơi, chị ơi, chị ơi. Chị ơi. Tâm Anh, Tâm Anh, Anh ơi. Tâm Ý, Tâm Ý. Không được rồi, không được rồi. Mình mà cứ đi dậy hoài á là con sẽ bị xỉu á. Nên mình đi ăn gì trước nha. Nha. Tâm Anh nó nhìn đói cái ngại, sao con ăn được ấy chứ? Tâm Anh mà đói là thế nào nó cũng xỉu. Con bình tĩnh, bình tĩnh. Con phải làm sao chú à? Tâm Ý, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngồi ra đây, ngồi đây. Bình tĩnh xíu. Chú hứa sẽ tìm được Tâm Anh mà. Con đợi chú đây xíu, để chú đi mua nước nha. Mai mốt ba về thưởng cho hai đứa 2 tô phở thiệt ngon nha. Tâm Anh ơi, 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 em ở đâu rồi? Tâm Anh ơi, Tâm Anh ơi, Tâm Anh ơi. Ba ơi, con phải làm sao đây ba? Con đã làm mất Tâm Anh rồi. Ba đã dặn con là phải chăm sóc tốt cho em. Vậy mà con đúng là vô dụng mà. Con phải làm sao đây hả ba? Tâm Anh, Tâm Anh ơi, Tâm Anh, Tâm Anh ơi, Tâm Anh ơi, Tâm Anh ơi, Tâm Anh ơi, Tâm Anh, Tâm Anh, Tâm Anh. Lần sau con bỏ đi như vậy nữa mà chú giận luôn á. Con xin lỗi chú. Điều quan trọng nhất là con phải chăm sóc cho Tâm Anh cho tới khi gặp ba. Vậy mà con đã suy nghĩ quá nông cạn rồi. Chắc là con phải phiền chú cho tới khi con có việc làm.